Xin chào tất cả mọi người, ngày hôm nay Phương sẽ lên cho các bạn một clip cực kỳ hot về để review một sản phẩm mà Phương đang sử dụng. Đến hộp này là hộp thứ hai rồi, và sau khoảng thời gian là 2 tháng sử dụng thôi thì Phương thấy làn da của mình đã cải thiện rất là nhiều, mọi người có thấy không ạ? Và không để các bạn chờ lâu hơn nữa, chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu đi tìm hiểu về sản phẩm này nhé. Và đây là sản phẩm mà Phương sẽ review cho các bạn đây. Cảm giác đầu tiên khi mà cầm lên trên tay ấy thì Phương cảm thấy là hộp sản phẩm của chúng ta rất là xịn sò. Và sản phẩm được dát vàng 24K. Và đây một hộp sản phẩm của chúng ta, mình sẽ lấy ra nhé. Mình đã lấy dùng hết một họp rồi, và đây là hộp thứ hai, Phương đang dùng đến lọ thứ nhất của hộp thứ hai. Một hộp sản phẩm gồm có 5 chai sản phẩm nhỏ như thế này. Và ở trong đây ấy thì cái sản phẩm này nó có tên là S20, và có sản xuất có tem mã vạch của Hàn Quốc khi các bạn mua hàng này. Và khi các bạn dùng ấy thì cái sản phẩm này có một chút nhược điểm là khi mà sử dụng ấy, nếu mà cái sản phẩm này nó là dạng đầu lăn hoặc là dạng mà nhỏ giọt ấy thì Phương nghĩ là sẽ rất là ok hơn. Và mọi người có thể nhìn kỹ cái sản phẩm này. Đó, khi mà mình dùng ấy thì mình hiện tại mình đã dùng đến đây rồi, đã dùng hết một bộ sản phẩm này rồi, và đây là sang bộ thứ hai. Đó, ở trên mỗi một bộ sản phẩm đều có những cái tên, ví dụ như là về cách kem xuất xứ này, ngày sản xuất, rồi tất cả mọi thứ đều có ở đây. Và chúng ta có thể thấy hạt vàng nhỏ nhỏ, hạt rất vàng nhỏ đang chạy ở đây này. Ở đây có cái mức này 1, 2, 3, 4, 5. Và mỗi lần khi mình lấy thì mình sẽ lấy một lượng bằng cái hạt số 1 này. Với những bạn nào mà da dầu thì Phương nghĩ là các bạn nên sử dụng một nửa cái chỗ từ 1 đến 2 này thôi. Các bạn đừng nên dùng nhiều quá thì tạo cảm giác như là chúng ta sẽ bị bóng dầu nhờ nhiều quá. Đấy, nhưng mà cái sản phẩm này thì khi mà Phương sử dụng đến hẳn từ số 1 đến số 2 này ấy thì Phương thấy nó khô rất là nhanh. Phương có thể test cho các bạn xem nhé. Đây, cách lấy mình lấy đây. Mình sẽ lấy một chút ra cái mu bàn tay của mình nhé. Đó, trên mặt của Phương vừa có bôi cái sản phẩm này rồi. Đấy, tí Phương sẽ review lại một lần nữa cho các bạn xem. Ở đây là mình bôi ra tay này. Đó, mọi người thấy không? Và sau đó chúng ta sẽ xoa đều ra. Các bạn thấy là nó thẩm thấu rất là nhanh, nó không có cảm giác là nó bị nhờn ấy, nó không bị nhờn ở trên cái bề mặt này, và nó khô rất nhanh luôn. Mọi người nhìn này, khô hoàn toàn luôn, không còn cảm giác gì luôn này. Đó, và khi mình bôi ấy thì mình cũng sẽ bôi là sau bước nước hoa hồng của mình nhá. Và khi mà mình dùng được khoảng tầm đến nay là gần 2 tháng rồi thì mình cảm nhận được là da của mình rất trắng, trắng một cách tự nhiên luôn, chứ không phải là trắng theo kiểu trắng bóc dùng kem trộn nhá. Trắng tự nhiên và trắng hồng lên. Và nhất là khi mà mình đi tập thể dục về thì cái da của mình nó trắng, hồng, và nhìn lỗ chân lông nó rất là nhỏ. Và rất là nhiều người hỏi mình đang dùng cái sản phẩm gì nhưng mình không bật mí. Nên bây giờ thì mình sẽ bật lí mí cho các bạn là mình đang dùng sản phẩm gì. Trên đây là một số review của Phương về sản phẩm S20. Nếu các bạn cảm thấy hay và hấp dẫn, các bạn có thể like và subscribe trang YouTube của Phương nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các clip sau.